xin chào cả nhà. Hôm nay nhân tiện sinh nhật của Vicky và Cát thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người, nếu như anh em bạn bè hỏi chị em, nếu như một đại tiệc sinh nhật, tiệc cưới hay hoặc là gì đó mà cần đến trang trí thì liên hệ với mình đã, hoặc là liên hệ với Lãnh Sang ở quán ăn là gì. Và đây là sẵn tiện hôm nay sinh nhật của mình và chị Cát thì mình cũng nói chung là làm một cái mẫu cho mọi người thấy cái tiệc của mình được long trọng hơn, thì mình cũng có thể làm một cái background để hình như vậy cũng rất là đẹp luôn đấy. Và bên mình thì cũng có là để những cái bánh kem này kia như nọ, trang trí bánh kem này kia đó rất là ok, rất là đẹp luôn. Và nếu như các bạn nào thích sôi động, thích âm nhạc thì bên mình cũng có DJ luôn. DJ bên mình thì được đào tạo bài bản và cũng như là máy móc xịn sò, cho nên mọi người cứ yên tâm nha. Và bên chụp hình bên mình, trời ơi anh em rất là chuyên nghiệp luôn nha cả nhà. Đây, âm thanh, ánh sáng, quay bên chụp hình bên mình luôn. Trang trí tiệc như thế này, một cái buffet như thế này cũng rất là ok, rất là đẹp luôn. Rất là sang. Ngày hôm nay là một cái buổi tiệc, mình cũng không nghĩ là nó sẽ vô phạt như vậy đâu cả nhà. Rất là cảm ơn ăn là ghiền cũng như là anh Sang bên phần thiết kế đó, rồi cũng như là cảm ơn anh Thành quay phim, anh Mạnh thì chụp hình đó. Cho hôm nay là các bạn tiền ngày hôm nay là do cái anh đầu bếp bên ăn là ghiền thực hiện, rồi cái đó là rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn, chuẩn bị cái đó là rất là chỉnh chu đó. Rất là cảm ơn anh. Nếu bạn nào muốn có một cái buổi tiệc hoành tráng như mình ngày hôm nay thì hãy liên hệ với mình cũng như là liên hệ với ăn là ghiền. Rồi ok, bye bye chào mọi người.